đầu hình ảnh ca sĩ Kim Ngân lúc mới phát điên, vẫn xinh đẹp và nói về các con gây xúc động. Mới đây trên một kênh giải trí đã đăng tải clip quay lại một tasso được ghi hình cách đây khoảng 20 năm, với nhân vật chính là ca sĩ Kim Ngân. Thời điểm này Kim Ngân đã phát bệnh và đi lang thang, sống không nhà không cửa. Tuy nhiên do bệnh tình chỉ mới phát ra và tuổi chưa cao nên Kim Ngân vẫn còn khá tỉnh táo, bình tĩnh. Về ngoại hình, Kim Ngân vẫn còn xinh đẹp và giữ được những nét của thời thanh xuân. Làn da của cô vẫn mịn màng, chỉ hơi sạm do đi nắng nhiều, hàm răng chưa rụng. Vóc dáng Kim Ngân thon gọn mảnh mai với chiều cao không khác gì một người mẫu, nhờ đó Kim Ngân mặc đồ rất đẹp. Về tính cách, Kim Ngân tỏ ra khá cởi mở và hiền lành, không khép kín và thất thường, nổi điên chửi bới vô cớ như hiện tại. Cô ăn nói khá nhẹ nhàng, lễ phép và nữ tính. Thậm chí Kim Ngân còn mạnh dạn nắm tay một người đàn ông trên phố để diễn một cảnh quay. Trong chương trình, Kim Ngân được cắt tóc, làm tóc trang điểm nên rất đẹp. Trên gương mặt cô vẫn ánh lên hào quang của một người ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại, từng khiến bao khán giả mê mẩn. Sau khi được trang điểm và làm tóc, Kim Ngân tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ với MC. Cô tỏ ra khá tỉnh táo và nhớ được nhiều thứ. MC hỏi về bạn bè, người thân, Kim Ngân đáp, con còn nhớ anh Duy Cường, Duy Khiêm. Đặc biệt Kim Ngân vẫn còn nhớ rõ tên con của mình. Cô nói, hai con gái là Jim và Jimmy. Con đặt tên hai đứa giống nhau, còn con trai là Jim Bond, đặt tên giống tài tử. Khi được hỏi xem có cần mọi người mua đồ cho con hay không, ánh mắt Kim Ngân sáng lên và nói, dạ con cần rất nhiều thứ cho cháu, như DVD. Điều này cho thấy Kim Ngân rất yêu thương các con của mình. Tiếp đó, Kim Ngân được cho xem một bức hình chụp chung với nhiều nữ ca sĩ cùng thế hệ tại hải ngoại. Khi xem bức hình, cô vẫn nhớ mặt tên của các bạn bè đồng nghiệp như Gigi Phương Trinh, Ngọc Huệ, Ngọc Anh, Linda Trang Đài. Không những vậy, Kim Ngân còn biết tạo dáng và diễn trước ống kính để quay hình. Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi xót xa trước quá khứ và sự thay đổi quá nhiều của Kim Ngân ở thời điểm hiện tại. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!